Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Quốc Đạo sẽ đi lên trên núi Cấm để gặp cô Hai núi Cấm để tâm sự với cô. Nhưng mà nghe nói cỡ này thì cô không có chịu lên clip nữa. Nhưng mà mình muốn, thứ nhất là mình muốn để chia sẻ nỗi lòng cùng với cô, để cho biết được cái là để cho biết được là cô với Quốc Đạo là có một cái sự là hiểu lầm thôi, chứ không có để mà thiềm khích với nhau. Nhưng mà nghe nói thì cô cỡ này cô ở trong bếp không à, cô không có ra ngoài đường, ra ngoài cái mặt tiền luôn, cô ra ngoài cái cửa trước luôn, không biết nguyên nhân lý do như thế nào. Thì bây giờ Quốc Đạo sẽ cùng với bà con mình sẽ đi lên núi Cấm ha, mình sẽ đi lên, hiện giờ là đang ở dưới dốc, đang đi lên nè, đi lên cái hàng rào tới cái chỗ điện Bù Hông nè, thì mình sẽ gặp cô để coi cô nói như thế nào. Nhưng nữa là nghe nói là cô cỡ này là cô sẽ không nói clip gì cho ai nữa cả. Nhưng mà mình cũng phải hôm nay sẽ lỡ lên tới đây rồi bà con, lỡ lên tới đây rồi mình cũng phải cố gắng mình vô đang mình thăm cô coi cô nói như thế nào ha. Với nghe nói đó thời gian trước đây thì cô có đụng độ với rất là nhiều người. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của cô. Còn đối với Quốc Đạo thì lúc nào cũng coi cô cũng như là một cái người sư tỷ của mình, để chia sẻ cùng với bà con. Thì hiện giờ bà con hiện giờ cũng muốn Quốc Đạo quay cô nhiều clip, nhưng mà cô nói cô không có chịu quay nữa. Thì thôi bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ dùng một cái biện pháp gọi là quay lén đó. Quay lén nha. Bà con cũng quan hỷ nha, tại vì nghe nói cô ở trong bếp của mà cô không ra trước. Thôi mình sẽ sắp tới nhà cô và sắp tới đường đi lên chỗ cô nè. Rồi, chào quý vị nha, mình sẽ vô trong để xem cô có cần sự giúp đỡ của Quốc Đạo như thế nào không. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay nó phải đây sắp lên, hôm nay đây sắp lên ha, mà miễn mưa bự là tao nghi vậy. Có lệ không bị chỗ này thì cũng bị chỗ kia biến động hết chuyện nấu giờ nó chơi gì xong rồi, chứ đâu phải nấu để làm cái gì đâu, chơi rồi không có gì đâu. Bây giờ đây sắp tới mà không có cái clip nào, cái tên nào hết. Ôi, xong chuyện rồi, không có chuyện gì đâu quay, hết chuyện đó, xã hội hết rồi. Giờ nói chuyện xã hội mà xã hội hết rồi. Hết thàm hả cô hai? Hết rồi, hết xã hội đấu với cô là hết rồi, hết trên xã hội này đấu với cô là hết rồi đó. Không có quay tự giả rồi mà, tôi quay cái clip mà tôi chửi cái ông nhân với ông nghiệp tự đồ, cái clip đó là tôi chửi là xong rồi đó. Bây giờ tôi chửi là xong rồi đó, tao chửi rồi đó, tự xã hội xử lý làm đi cho đúng, cho sai, cho tao là gì, tao vẽ mặt mày là tao bái bài rồi đó. Không phải vậy, tao tự giả hết trơn rồi mà nó không có nói nữa. Giờ đi làm công chuyện chứ nói gì, không có không đâu nó. Mà bây giờ thấy sao nó nghĩ rồi, người ta càng về sau này nó càng xin diện hết cô ha. Gì càng về sau này nó càng xưng này kia nhiều ha. Trời ơi, xưng gì nổi nữa mà xưng, nó xưng người này ông kia bà nọ cô, xưng cho đã. Còn Tạo thì nó giật đi ha, Tạo nó giật đi với ông Năm xe đơ ôm gì không thấy mặt cho cái lúc đó đó. Giật miên đâu, giật miên đâu cho biết người ta chữ nói cái gì á. Rồi hỏi cái đem câu giả nha, cái gì cái đem câu giả ghép vô cái đó tạo lỗi không, thầy đâu có nói mấy cái đó đâu hả. Tạo là anh để cái clip của nó để cư sĩ Quốc Đạo mà nó quay vậy hả, nó lỗi không mà không chịu sửa hả. Nói tào lao gì rồi hỏi chứ ta khinh bỉ đạo giáo mà. Cô hai, cái ông Nguyễn Công Nhân đó là ông Nguyễn Công Nhân đó, ổng chùa tao hiểu, ổng là cái chùa vậy thôi chứ ổng là cái gì. Sao mà ổng xưng ổng ấy vậy cô hai? Ổng bởi gì đi trả lời chi mệt thiệt, chứ tao lên mạng tao nói rồi, tao nói thiện chi thức đừng trả lời với mấy đồ thằng đồ con nít nó đạo gì mà đi trả lời. Cái lợi để làm gì, nó sẽ giặt người sớm chữ tao. Nói sao tao nói mà để chữ. Chuyện đúng chứ không phải chuyện sai đâu. Dòng cái hạng đó mà trả lời làm cái gì. Cái người có trí á, ta nghe là ta biết rồi, nó hỏi để làm gì rồi biết không. Yeah. Hỏi để nó khỉ bán, hỏi để nó khiêu khích, đặng cho mình nóng giận lên. Đặng ấy nó nói mình này kia. Đồ dẹp,
mấy người đó là tao chửi thằng quỷ, tao chửi luôn, chửi theo kiểu quỷ ma đó chưa, bay là quỷ ma, tao không có nói chuyện Phật pháp, súng chửi hả? Mấy ông đó súng chửi tao, tao nói không phải sao mình thiện trí thức thì trả lời với mấy cái đồ đó làm gì, nó kiếm chuyện, nó gây gỗ đi kiếm chuyện làm gì? Tao không có trả lời đâu, tao nói thiệt, hàng đó không bao giờ tao mà hiểu Phật pháp mới trả lời với cái hàng đó. Để mẹ mày nấu gì mày nấu, tao cũng làm thân hả, tao lo tao tu chứ ở đây để cho quỷ ma chữ lộn. Cái hàng dốt nát, cái hàng người ta gọi là không ấy, người ta chữ lộn với nó thì được, như tao có chữ lộn với tụi nó được, văn quá văn chương. Mấy ông tao thiệt, mấy ông đó thiệt trí thức dở quá, trả lời chi cho mệt sao. Nó đâu phải là, nó đâu phải nó học đạo hay là nó, cái tụi nó là tụi khiêu khích quậy, đi trả lời cho đúng cho sai. Nó là dạng, nó là cái dạng để lấy cái chỗ quỷ mà tôi tin mà để nó đặng cho nó bị quậy. Vì là khi cũng giống như là bây giờ càng về sau là càng có nhiều người sưng gì đó luôn à. Trời ơi, ai biết nó sưng không, mà mốt nó hiện ra à, chứ nó không thèm sưng nữa. Quỷ quái nó hiện ra chứ nó sưng gì rồi. Sưng nó có đá. Mới mốt về đây nè. Súng nhau. Súng nhau nè, súng nhau nó thầy về đó, nó khoái qua mà mốt nó hiện ra thầy luôn. Từ đâu? Bởi Đức Phật nói con sư tử, ai giết con sư tử được đó, đây Đức Phật nói nha, ai giết con sư tử được đó, con sư tử đó ai giết nó được, người sao dám giết con sư tử, mà cái gì làm cho con sư tử nó chết không, cái con di trùng ở trong mình nó là giết nó được thôi, chứ nói chung ra con sư tử lòi cọp beo là không ai giết nó được. Rồi nói cái đó là cái nghĩa gì nữa không, người vô trong đạo giáo á, rồi đem ra phỉ báng người ngoài mấy kiếm chuyện với mình chà. Chứ nếu mà trong đạo giáo này nói đâu á, có chừng có mực đó, nói là cái gì phải có thiệt thiên cơ, phải nói là có xưng lên là đạo hòa hảo, mà đọc văn giảng á, thì nói cái gì á, thì bây giờ mình biết á, thì mình nói, còn không biết là thôi. Học văn học tự hao súng với nhau xưng tôn vinh ra là đạo của thầy, hang đệ tử của thầy đó, cái đó là cái lỗi, là lỗi ở trong cái dân chúng, ở trong cái tôn giáo bài ra, chứ không phải người ngoài mà người ta chửi được. Xưng hô, xưng hô, xưng hô là đạo của thầy không hà, đệ tử của thầy, rồi ra nói vậy đó, nghe được không? Bây giờ nói bấy lâu nay có không, thiên cơ có cái nào có không, như vậy đó, bởi thầy dặn rồi, sau này tà đạo ha, tà đạo là nó ra dữ dằn luôn, nó kiếm chuyện, nó kêu kích mình đi trả lời làm con mẹ gì. Tao nói thiệt, rốt cuộc rồi không có ông nào mà có, ông nào mà có là thầy không có tại đây rồi, để nó tầm xàm bởi lớp cho nó khiêu khích ai, cái đó ai chọc nó. Tạo thì xưng là cư sĩ, người cư sĩ, biết chữ cư sĩ là gì không? Thường thường ta nói tu sĩ, cư sĩ là người có học ăn, học phải có trí tuệ, nói thì phải có cái gì nè. Người quân tử là sao đó, làm người quân tử là sao, xét lại đi, trên xã hội này xét đi, người quân tử cái gì, mình nói với ai chẳng có sai lời, nói gì có thì mình nói, còn không có thì đừng có nói, đó là một cái dạng người quân tử. Còn này nói bừa, nói bãi, nói lấy có, cho nói lấy có vợ trái bét hết trơn rồi đó. Có ai gây ra, tại vì cái đạo hòa hảo này á, cái đạo hòa hảo này không phải như bên Thống Nhất, ai coi giảng rồi tự người ta, tự người ta coi sánh giảng rồi người ta yêu mến cái của lời của thầy đó, rồi người ta tự phát sinh tăng trai,
người tự phát sinh ta cúng lại, người tự phát sinh ta sinh ra đó, chứ đâu có phải bên ban trị sự bên giáo hội mà chứng nhận cho người này người kia ở đâu. Cho cái tôn giáo hòa hảo này là không có ai làm chủ ai hết, rồi ai muốn xưng làm gì làm, ai muốn nói gì đó nói, mà ai gì la gì đâu đó, không có quậy xuống nước loạn não hết đi, giết thì xưng ông này bà kia tùm lum hết trơn đó. Con sư tử ai giết nó được, tự trong thân nó con di trùng tự trong thân nó ra không, nó giết nó chứ ai giết nó được. Nữa ở đây nè, mới xử lý mới đã nè nha, cái tôn giáo hòa hảo này ha nè. Bởi vì thầy nó về làm gì biết không, bởi vì thầy nấu gì phải nấu phải xét cho kỹ, thầy về xài xử mấy thằng này nè, mấy thằng xưng hô này nè, xưng tôn giáo của thầy mà thầy dạy có nghe ở đâu, chứ về làm gì, về làm cái gì, về lại rồi để làm gì giờ, giữ giới gì bây giờ, đọc cái văn rồi giữ giới gì đâu, bán rêu không thiệt, bán rêu không à, bán đem ra đem cái danh ra rồi bán rẻ cho người khác, nó mua nữa thì chửi luôn. Không còn người ta nói thiệt không, bây giờ xã hội này nè hết chuyện nói rồi, không còn chuyện nói nữa, nói thiệt luôn. Người tự ai lầm lỗi đó mày về xét đi hết đi, mình có tu hay không, mình như thế nào, đạo là gì, nói hoài người ta nói đạo là cái trí tệ và luồng ánh sáng, người có ánh sáng người có đạo. Đâu phải đem ra mà xưng hô đệ tử của thầy, đem cái danh thầy ra, mà phải đem cái danh thầy ra, mà phải chi mình tu mình cho đạt, mình cho có ánh sáng đi, mình đi giúp đời đi, mình làm một vị cao tăng hay là một vị vĩ nhân trên đời đi. Thì mình ra mình làm cho dân chúng gì đó thì người ta đâu có nói mình được đâu. Bởi nó thật, cô không có nói là cô đạo gì tôn giáo gì hết. Bây giờ bởi vì cô lên mạng cô nói là cô là quỷ, cô không có cho làm đau khổ một vị giáo chủ nào hết. Bây giờ á mình tu được bao nhiêu, nói bây giờ lên mạng đó mình tu được bao nhiêu, mình bây giờ hiện tại là mình tu mình hết khổ chưa. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật tu lấy cái gì để làm cái gì, để chứng nhận cho là một người, là một vị Phật trên đời hay là một cái gì đó ở trên đời là hết khổ. Tất nhiên mình buông lìa, mình buông lìa cái hết đau khổ như vậy đó, là mới làm một vĩ nhân trên đời để làm cho thiên hạ nhờ, để kéo người ta đi ra khỏi cái khổ. Chứ tu gì giờ, không lẽ à, tu để hưởng phước, mà không lẽ à, tu để đem văn ra mình đọc mà gọi là tu, rồi à, xưng lên à, tôn giáo này tôn giáo nọ này kia gọi là tu, đâu đúng ở chỗ nào đâu. Mình hết khổ chưa? Bởi vì cô nói thật luôn, cô lên mạng nhiều người ta nói tu biết quỷ nhập, tu sao quỷ nhập được, mà cô nói thật luôn, cô không nói tôn giáo nào tội nghiệp cho vị giáo chủ người ta. Người ta dạy mình là hết khổ, chứ người ta không có dạy mình mà tối ngày rồi đi lên mạng rồi nói thiên cơ, rồi xưng ông này ông kia, cái đó là tu sao? Xưng là toàn là thứ dữ không, nếu mà người mình tu rồi ai mà xưng, ta lo người ta thoát khổ, rồi đặng người ta rồi rồi ta thoát khổ xong rồi người ta giúp, ta giúp lại đời, đặng ta trả ơn đời, thì mình sống đây là bây giờ cuộc sống mình nhờ đời, chứ đâu ra bây giờ không nhờ đời lấy gì sống, phải không? Nó bây giờ nhìn coi phải không, nhờ cái đời này đặng nuôi cuộc sống mình,
mình có tu đi rồi mình giải thoát đi, mình hết khổ, mình trở lại, mình giúp đời, mình độ đời, ai cũng vậy hết á. Rồi bây giờ mấy cái dạng mà nói như vậy đó, lên mạng mà cho là Phật, cho là trời, cho chữ bậc siêu đẳng đồ nhập đồ nằm chim bao, thấy đà mà cái bậc đó đó, rồi có làm gì cho xã hội này được chưa, được những gì chưa, hay là lên là xưng hô như vậy đó, rồi hỏi chứ lỗi không, hỏi chứ lỗi không. Bây giờ xét lại coi mấy cái người đó đó, phải xét lại coi, rồi nói thiên cơ tầm bậy tầm bạ, tháng này tháng kia tháng nọ, xét lại coi đúng hay không, mà cứ lên mạng nói hoài, nói vậy hay lắm hả, rồi xét lại coi mình có hết khổ chưa, mình tu như thế nào, giống Phật giống thầy chưa mà đi lên sư ngô, rồi chờ thầy về. Cái đó kêu bằng cà nhỏng á, cô không có nói tôn giáo hòa hảo như vậy đâu. Tôn giáo hòa hảo là đàng hoàng, tử tế, uy tín đàng hoàng, nói ra thì phải có, nói như vậy đó là mới tôn kính thầy, rồi tôn kính Phật, tôn kính trời. Nó đâu phải nói ra cái danh phận ra đó mà hay dở gì, rồi tôn kính cái gì mà tôn kính. Nó nói đi, xúm nói đi. Cô hết chuyện rồi, cô nói thiệt. Cô bây giờ cô hết chuyện rồi, cái xã hội này cô hết nói rồi, cô hết có nói gì rồi. Nói gì? Thân còn khổ, cảnh còn khổ, đủ thứ hết trơn, mà không giúp gì cho xã hội được cái gì hết, mà lên mạng xưng hô vậy đó, rồi xã hội này còn khen nữa. Khen, khen người đó là có tu. Khen, cho mà khen đi. Mất rồi. Xẹt lại đi. Toàn là phỉ báng, không còn tu gì, cô thấy tu gì toàn là phỉ báng. Tu người ta kín đáo, người ta nói đâu là chắc lậu cái đó. Nên mạng nói gì không, nói gì không ai tôn trọng hết. Cái người mà tu hành mà mình cứ lo đi chê bai người này, chê bai người kia. Chê gì? Dạ. Không có chê ai trơn á. Mà tu thì phải xét. Bây giờ mình lên mạng mình nói cái đó đó, cho cái danh mình cao thượng đó, mình đúng, mình có giống như vậy hay không? Cô coi nói mấy cái dạng đó thôi, chứ cô không có nói người đó tu đúng tu sai trơn á. Bây giờ nè, thời bây giờ tu dòm đi, rồi bây giờ lên mạng đem cái danh ra để phỉ báng không? Giờ nói vậy rồi tự xã hội xét đi, không phải sao? Nói thiên cơ thì nói chật lất ha, rồi ra rồi sưng sưng ông to bà lớn, sưng cho thế gian này ta tôn kính hay vậy, rồi có làm vậy không? Sưng rồi nói trời đất gì nhập gì mượn lĩnh bì trên bì dưới gì, nghe được không? Lĩnh gì đó, cô nói cô chữ là chữ cái dạng đó thôi, còn cái người tu á đúng hay sai gì cô không có chữ, cô có biết người ta tu ra sao đâu mà cô chữ nó được không? Nói thiên cơ nói chật là kêu đạo cà nhỏng á, chứ không phải đạo của thầy, thầy không có cho nó vậy đó. Đúng sai gì, ai tu được cái gì tu, tu gì hưởng nấy, nếu yêu cầu đừng còn khổ được rồi, nói cái gì thì nói, nhưng mà mình làm sao mình thoát khổ, giống như Phật gì đó, thì cái đó đi ra để giúp đời, để cứu đời. Ai mà đi nói mà nhìn coi. Rồi giờ á, rồi nói bây giờ á, tai nạn của trời đất rồi đi trốn đi đâu, ngủ trốn trốn đâu, trốn đâu, nghe được không? Đã tai nạn trời đất rồi biểu trốn, ai cho hay trốn, trốn đâu? Cũng như giờ nước ngoài đó, bây giờ Việt Nam mình thì gió lốc rồi sập nhà cửa, ai cho hay? Nhà nước còn chưa hay mà, nhà nước còn chưa cho mình hay à, đi dời đi dời đi để gió lốc tới, nhà nước còn chưa biết mà, rồi sao mình biết được mà mình để mình nói. Bây giờ nước ngoài đó nó cháy vậy đó, rồi gần Mỹ nó vào gì vậy, ủa sao nó không cho hay, đã người ta chạy
Bởi vì nói cái gì nói phải mình nói, cái gì mình có thì mình nói, còn không có thì thôi. Lên nó bướng nó càng như vậy đó, cái đó đúng sao? Nó xét coi, xã hội xét coi đúng không? Mấy người mà nói bấy lâu nay như vậy đó, rồi nói giặt biên tháng này tháng kia, rồi ông Tư Lãnh ông nói là năm ngoái hôm nay đó đúng không? Rồi cái đó cái quả của ông Lãnh phải không? Rồi sao? Đúng không? Cho mình là tu gì? Tu theo đạo nào? Cà nhỏng phải không? Cái đó là sai hay đúng trước mặt rồi, cái đó là trước mắt rồi, còn gì nữa mà bào chữa? Rồi là đúng cái gì, rồi sai là sai cái gì? Rồi bây giờ tới thằng Tạo đó, có cô nàng nó mùng 4 tháng 8 là Sài Gòn sự biến cố, là biến cố cái gì? Chết hay là cái gì? Cô lên mạng cô hỏi đó, có không? Bây giờ có không? Cái câu văn đọc là đọc đại đồng, rồi bây giờ bàn luận được không? Như vậy sai hay là đúng, mà còn gì nữa mà để nói? Còn gì nữa mà sai với đúng, nói cái này thật sự luôn đó. Ví dụ bây giờ cô nói thật nha, cô mà lỡ mà lên mạng lỡ mà nói, mà nói không có rồi, nó chưa có đó là cô biết nhục cô rồi, cô từ đó là sao là cô không dám nói nữa. Nói đã nói sai rồi, mình phải nói lại, mình phải giữ cái uy tín mình lại, cái đó mình không nên nói. Nói nó sai rồi, còn Tư Lãnh ông cãi bướng cái càng, còn tới thằng Tạo nữa, xưng là cư sĩ, cư sĩ mà để quay mấy cái này đây hả, nghe được không? Cô nói thật chứ, cô mà nếu mà cô mà người như vậy, cô sáng suốt rồi, lại mà cô đi quay YouTube mà người nào nói phải là cô nói thôi nha, đừng nói cái này nha, cái này không có nha, quý vị đừng nói nha, là về cô cắt cái khúc đó rồi. Cô nói thật luôn, cô là một người cô tu mà cô hiểu biết mà cô đi quay YouTube này đó, nói thật nè, cô không có màng tiền. Người nào nói đạo pháp mà cô nghe đúng thì cô quay lên để cho bá gia bá tánh nghe, chứ không phải mỗi cái gì cũng đem ra lên mạng nói là cái clip của mình hết. Như vậy nghe được không? Vậy cư sĩ không tu không? Còn người ta không tu, ta kiếm tiền. Cái đó người ta, các cái clip khác người ta không có tu, người ta không có xưng người ta là tu gì chứ, ta đi mà ta kiếm tiền, cái gì ta cũng quay lên hết. Cái người nói chịu. Đó, cái đó để lấy cái trí để mà xét con người của mình, chứ đợi gì người ta đúng, người ta nói đúng với sai. Cái đó là cái lỗi bên Phật pháp rồi. Cái đó là giới cấm nhà Phật rồi, còn gì nữa đâu mà đúng với sai. Đó, cô nói thật chứ tháng 7 là cô chữ ba cái dạng đó không à, không có nói gì chứ. Nói trước cô còn nói đạo pháp đồ, tâm lý đồ rồi nghe rồi. Thôi tháng 7 rồi là nói là nghỉ đó. Chữ mấy dạng đó đó. Rồi bây giờ thử coi tới chừng có lòi ra coi ai là có trí, ai như thế nào. Coi trên cái xã hội này coi như thế nào. Nói thật cái người mà ta tỉnh rồi, ta tô mái rồi hả, ta tô mà ta có cái sáng suốt rồi ha, nó thật nè. Cái người mà hỏi đúng về đạo pháp thì ta trả lời nha, còn người nào hỏi du dơ với cái người mà đi khiêu khích này kia để cho gây gỗ này kia đó, thôi dẹp không có trả lời đâu. Mấy người đó người ta không hơi sức đâu, ta trả lời với mấy người đó giống, trả lời giết giống như nhau, giết rồi gây gỗ với nhau, không có được hòa bình. Kẻ chấp cái này người chấp cái kia, đi trả lời làm cái gì vô ích. Người tham danh đồ mới đối với nhau để người hơn thua, đối với nhau ông này học ít nhiều, ông nọ đủ thứ trên đời. Cái người nào mà có cái sáng suốt rồi ai mà trả lời ba cái đó, nó không phải là tao quật nha, tao nít thinh rồi không có trả lời với cái hãng đó đâu. Bà nói thầy nói không, khôn thì giả dạy đó. Thầy đó đã đọc công văn ra rồi, thầy nói khôn thì giả dạy, chứ không ai khôn mà đem ra bẻo thế gian này cho người ta mất mê, tại người ta bắt ta khiêu khích. Như Hàng Tính nha, thầy kể chuyện ông Hàng Tính đó, biểu chung với hát ông cũng chung nữa, mà ông Hàng Tính đó ta thông minh vừa gì, ta là một người trí, ta không có phải mà ta không có phải mà ta một người ngu. Thầy kể cho bắt chước như Hàng Tính vậy đó,
mình có hay cỡ nào mình lòn chôn lòn giữa chợ. Rồi sau đó ông Hàng tính ông làm một vị quan đó, ông Hàng thạch sở cái bà nội. Rồi bây giờ á, hơi sức đâu trả lời. Hạng gì trả lời chi, mình lo mình tu đi. Mình lo mình tu sau này mình đạt đi. Rồi sau này mình làm những chuyện gì đó là cái hạng kia người ta sợ mình. Giống như ông Hàng tính vậy đó. Con này chưa đạt gì chứ, lo cãi cọ, lo là đấu với nhau bằng lời văn, lời tự này kia cho mình là giỏi. Chữ cô, xúm chữ cô, chữ đây, cho chữ cho đã đi. Giờ cô không có nói gì đâu, chữ đây, xúm chữ đi, đặng biết gì không? Trả nghiệp cho mau, thấy không? Cô bị chọc á, cô lên mạng cô chọc á, chọc làm chi không? Làm quỷ làm ma chữ búa xua gì đó gọi đang cho tụi bay chữ tao đang tao đỡ nghiệp. Chứ biết nào hết nghiệp. Bây giờ mình đã gây nghiệp lâu lắm rồi. Bây giờ mình bấy lâu nay á là mình tạo nghiệp quả mình mới khổ như vậy, xét đi. Giờ mình không chọc người ta ai chữ mình phải không, như cô gì cô nín thinh ai chữ cô phải không? Bây giờ cô phải lên mạng cô chọc. Mà cô chọc cái hạng như vậy đó, chứ cô không dám chọc mấy vị giáo chủ, cô không dám chọc cái hàng cao thượng người ta, cô không dám. Tại vì cái nghiệp cô nặng lắm rồi, cô không dám đâu, cô không dám phỉ báng các vị các ngài người ta. Cái vị ngài của người ta đã thoát rồi, mình tu không kịp, mình tu cái tuổi của mình không có kịp đi. Rồi mình đem danh phận của các vị các ngài mình khoe ra, mình giống như là một người chà đạp. Thành ra cô sợ đó, cô không dám đó, chứ không có gì chứ, sợ lắm. Sợ rồi quả, nghiệp chồng nghiệp á. Thôi bây giờ cô chọc người thế gian, không? Người thế gian là người đó là người gì phải không? Hỗn não, người u mê, người đã lập phạm vào lối của nhà Phật hết rồi, cô chọc cái hạng đó đó. Chọc á, cô chọc để làm gì không? Chữ cô, đang cho cô khỏe. Cô trả quả một ngày nào cô chết cho cô biết gì không, trả nợ trần gian này cho hết đi, chứ không chọc lấy gì ta chữ. Chứ cái đã miệng có thời gian này chữ đi, trời ơi cô từng đi chọc thiên hạ mà thứ ơi, coi như thế nào, ai là ông Phật, ai là như thế nào. Rồi xong hết rồi, cô là trách nhiệm cô, bổn phận của cô là như vậy đó, cô chọc nhiêu đủ rồi, chọc cái xã hội này nhiêu đủ số của cô rồi, giờ cô không thấy nữa. Rồi tự ai mới xét, ai tu được thì tu, ai tu không được thì mặc kệ. Tu cho tu để làm gì, nếu mà tu phải thoát khổ thì mới gọi là tu giác ngộ, người ngộ nhận mới là tu. Không phải mà tôn giáo xưng là tôn giáo này tôn giáo kia là tu đâu, sai hết rồi, cái đó là sai hết rồi. Học để cho biết vậy thôi, cũng nói thì cơ nó hoài nói không nghĩ. Còn mấy cha tôi bây giờ mượn lệnh bề trên đặt ngẹt hết trơn rồi, mượn lệnh bề trên không hà đi ra nói chuyện á, là bề trên bề dưới gì. Ủa sao kỳ ta, sao cô biết rồi, sao cô làm biến nghe là gì không biết rồi, không có nói ai mà lệnh quỷ lệnh ma chứ lên bắt thiên hạ chứ. Sao ông nói ai, tôi không có người nào mà lên mạng mà nói tôi nhận lệnh quỷ dương quỷ sứ đi bắt ra thiên hạ chứ, không có không. Nhận lệnh bà trên không à, đi nói chuyện nhà, nhà nằm chim bao, dạ chuyên môn là vậy rồi đó, quá dữ rồi. Giờ nói gì nữa giờ, giờ hơi mũ chứ nói gì, giờ con nói gì giờ, còn chuyện đâu mà để nói nữa. Đúng sai thì tự nhận xét, cần gì đợi người khác nói đúng sai. Giờ ông đó ông tu sai, giờ ông có nói ông sai không? Còn cô dám nói
cô giáp lên mạng cô biết thân phận của cô. Bây giờ tội nghiệp dĩ đầy hết rồi, khổ lắm rồi. Rồi làm sao mà để nói cái gì giờ? Mình giống quỷ không? Giờ mình sống cuộc sống mình giống quỷ không? Thì chứ giờ mình khổ là mình gì? Thực tế là gì? Giống như quỷ không? Chứ nó lên nó nói là quỷ Nhật. Mẹ mấy chứ quỷ Nhật. Tao thành quỷ, tao là quỷ chứ ai Nhật. Đó là quỷ nào Nhật. Hung hổn này kia, hung dữ này kia đó. Rồi mình còn khổ não tùm lum hết trơn. Giống quỷ không? Ta thường thường nói quỷ là gì? Quỷ là từng lớp là khổ nhất. Thường thường ta nói ngạ quỷ rồi phải không? Ngạ quỷ là nó khổ nhất trên đời nè. Bây giờ hiện thực giờ ngạ quỷ là gì ở trên dương gian mình á, thì nói là ngạ quỷ chết á thì mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà người sống á, ngạ quỷ là gì? Cuộc sống giống ngạ quỷ là gì biết không? Mình khổ về kinh tế nè, nghèo khổ nè, phải không? Mình ăn hèn hạ hơn người ta nè đó. Rồi mình hung mà mình hỗn nè, mình tranh đấu tối ngày thì cái đó như quỷ rồi, còn gì nữa mà không chịu đó. Rồi mình tranh đấu rồi mình nó dốc nó láo nói kêu bằng là trận thượng, nói kêu bằng là có nó không không nó có đủ điều hết trơn. Cái đó là cái gì? Giống quỷ chưa? Hỏi lại cái giống quỷ không? Bây giờ hỏi thế gian còn phải giống quỷ không? Đời sống không bằng người ta, thua thiệt người ta đủ thứ. Trên đời đấu tranh hung dữ gì như vậy mà không giống quỷ. Giống gì? Chết giờ nó ngạo quỷ mà người sống mà quỷ là gì? Thường thường nó mày giống như quỷ vậy. Trời ơi mắc cỡ chết. Tao nghe mạng xã hội nhà tao mắc cỡ đó. Giờ tao nói thẳng ra nữa thì nó gây gỗ nữa. Thôi tao không nói. Tao đứng ra tao chửi nó gây nữa. Thôi tao quá rồi. Quá trời nó đấu chiến rồi tao không muốn nữa. Đâu, bây giờ nó thật với bố giờ tao không nói nữa. Nghĩ tao thấy cái xã hội này toàn là gây chiến không à. Chứ không có ai mà ai mà chịu xét hết trơn á. Không có người mà chịu xét mà biết sao không. Cái xã hội giờ nè nó thật không không có người có trí đâu. Nếu tao nói thật với mày, cái người có trí á, cái người mà người ta có trí thôi, người ta xét rồi. Người khác nói mình là mình phải xét cho cái đó mình lỗi hay là mình đúng mình sai sửa sang. Đó là người trí. Đó. Còn tao thấy mấy cái này thôi tao không chọc nữa đâu. Chọc nữa nó làm gùm beng nữa. Quá trời đấu chiến rồi tao thấy tao quải quá. Tao xét lại rồi tao nói quá trời nó đấu chiến rồi, không có ai mà lắng lặng hết trơn, là nghiên cứu hết trơn á. Bây giờ bên nào cũng vậy chứ không ai nghiên cứu nhận về cái mình đúng mình sai đặng sám hối ha, tội lỗi của mình không có mà giờ đấu chiến. Tao còn nói tao chửi mà nữa đang lỡ đấu chiến nữa. Thôi mệt lắm. Nghe đấu chiến tao quải quá. Nghe đấu chiến không à. Còn sưng hô này tao thấy tao quái quá rồi. Thôi thôi Bủ ơi Bủ ngàn trùng tội lỗi Bủ ơi Bủ quá rồi. Thế gian này tội lỗi quá rồi. Tội lỗi biết bao nhiêu thành phần ở chổng. Rồi không ai nhận xét hết trơn. Người có trí ta nhận xét. Người có trí cái gì người ta nói ra, người ta làm những việc gì người ta nhận xét rồi. Cái này không đúng về Phật pháp, cái kia không đúng về Phật pháp. Ô tao nè, tao bây giờ tao chửi nữa, tao lên clip tao chửi nó đó ha, tao chửi thẳng luôn đó ha, là nó nổi sông nổi cồn nó đấu chiến nữa. Ôi đấu chiến nữa rồi còn không đó, đấu chiến rồi mai kia một ngày nào có cái số đó đấu chiến nó còn không, không bao giờ còn. Thôi rồi tao dừng lại, tao hết chuyện. Tao hết chuyện luôn thôi, giờ để cho tao yên. Để chọc nó đấu chiến nghe tao, nghe tao quải quá. Giờ tao không nghe nữa. Bây giờ không nghe nữa, không nghe thì không nói. Mà nói lên thì đấu chiến.
rồi nó binh với nhau biết không, nói rồi có binh có phe có đảng có đủ thứ, có nhóm có chùm. Ô nó đấu chiến tôi nghe tôi dụ tôi ghê quá. Cái xã hội bây giờ tôi ớn thiệt chứ, đấu chiến gồng hơn thua, không có giặc thiệt. Hồi xưa thì có giặc, còn ngày nay là dân với nhau đấu chiến với nhau, hơn thua với nhau không. Ô ghê, tiêu hết mẹ nó rồi. Tôi thấy là trước mắt là nó thật khỏi cần thần thánh nào, trời Phật tiên tri chơi, tao thấy trước mắt rồi. Còn là đấu chiến ghê quá. Rồi vậy rồi sao yên được, sao yên được, đấu chiến đủ thứ trên đời này chơi rồi. Rồi bây giờ như vậy nghe được không? Bây giờ thấy xã hội càng ngày nhé. Càng ngày càng tệ. Thì nhìn đi, và nếu người nào mình nhìn cái xã hội đi đó, giờ nhìn coi càng ngày càng tệ phải không? Ừ. Rồi trí thức chỗ nào đâu, rồi trí đâu, tu là gì đó. Giờ nói chung ra tôn giáo nào cũng vậy, những tôn giáo nào ta dạy á, ta dạy mình á từ cái khổ phải không, thì mình khổ người ta mới dạy mình được chưa. Bây giờ nè các vị giáo chủ, các vị tôn giáo, người ta ra tôn giáo này á là người ta đã có huệ rồi phải không, ta có cái ánh sáng rồi, trong cái trí người ta có sáng suốt rồi, người ta mới nhìn, ta nhìn nhìn của trần gian này là thấy khổ không như Đức Phật ngày xưa đó, người ta mới thuyết pháp, người ta mới ra đạo giáo cho mình học đó. Mình học để mình biết để làm gì, để mình diệt trừ cái khổ của mình. Con này không có, cái này không, nó học ba mới rồi cái đem ra khoe tài nữa không đó. Giờ khoe tài lệch sạch trơn đó, giờ bủ xét đi, giờ cô nói này cho ông bủ về xét đi, thôi đừng lên clip nữa, cắt hết đi. Cô nói cho ông bủ nghe nè, giờ xét đi. Bấy lâu nay thì cô chữ thiệt, nhưng mà ngày nay cô không chữ, tại vì cô thấy vậy, nếu mà cô mà chữ là cô chữ thẳng, kêu tên đàng hoàng chứ không phải chữ xà đùa. Nếu mà cô biết cái tên đó rồi, cái danh phận đó là cô kêu cô chữ, chữ tạc luôn, chữ đi coi bay có cái trí tệ không, chữ đi bay biết cái nhận cái lỗi của bay không, tại sao tao là quỷ mà tao chữ tụi bay, còn có xét đâu. À nó quạo lại, nó quạo lại, nó chữ mình tè tô rồi nó chữ luôn một lúc pha, nó chữ luôn tới người khác nữa. Tao làm tội nó kêu tên tao, nó chữ rồi mới chữ kêu người khác làm gì đó. Giờ bổ xét đi cái xã hội này sao, xã hội đây tỉnh mê hay là xã hội hòa bình hay là xã hội đấu chém nó, xét đi, tự xét đi. Giờ cô không nói ai nữa cho cô chọc nó chiến đấu nữa, cô chọc chừng nào ha nó đấu chiến cùng chữ nãy sao sao tội lỗi thôi không chọc nữa. Hà không chữ nữa, cô chữ là cô chữ thẳng, cô kêu tên đó, cô chữ tôi, cô kêu cái tên đó là cái gì, cái danh gì, cô kêu tên chứ không phải như người ta mà không dám kêu tên đâu, không có đâu, kêu tên đó. Thử coi mày làm sao, thử nói cái tên này coi làm sao, có đấu đá hay là hòa bình, thôi đấu đá thôi, tao không chữ mày nữa, mày làm thì mày mang đi. Tao vậy đó. Đó về rồi bổ xét đi. Nó xét đi, xét cái xã hội này sao rồi bắt chước xã hội đi. Rồi cô quải lắm rồi, không có chuyện đâu nói nữa đâu, không chuyện là vậy cô không chữ nữa đó. Chữ đâu chiếu quá, chữ làm gì? Chữ cho hòa bình chứ ai mà chữ cho đấu chiến. Còn dân xã hội này á, đừng mê nữa. Thầy nói tu chừng nào mà hết mê á, tu chừng nào mà dân chúng mà tu chừng nào mà hết mê á, đừng theo đạo tà nữa, thì đó là mới đúng. Thầy dạy vậy đó, kêu mình không có
không có mê chứ đừng có theo đạo tà nữa. Nó có khỏe, có phái trên à, có nhóm, có chồng ở trên à. Bởi nói à, chiến tranh này đâu phải chiến tranh mà súng đạn không đâu. À, chiến tranh trong gia đình. Đó. Đó, dòm đi, bây giờ nè, chiến tranh trong gia đình. Rồi à, chiến tranh à, súng giềng. Đó, dòm đi, có không? Bây giờ thầy tiên tri cái này nè, thầy chỉ cho trước nè. Bây giờ mà thầy chỉ cho trước nè. Cái này thầy chỉ cho là sau này có nè, bây giờ có không nè, xác có không nè. Chiến tranh trong gia đình nè. Đó. Rồi chiến tranh anh em nè. Đó, chiến tranh là gì? Bộ quánh giặc sao hả? Thầy nói là chiến tranh nè, là bộ giặc sao? Rồi chiến tranh sống giềng nè. Đó. Rồi chiến tranh xã hội nè, được không? Chiến tranh tôn giáo nữa nè, có không nè, bây giờ có không? Là đó là, đó là thầy nói mấy cái đó đó, cái màn cái lớp đó để làm gì, để biết để làm gì không? Là gần ngày tận diệt rồi đó, nó mới sanh ra chiến tranh vậy đó. Rồi chiến tranh quốc gia. Quốc gia là nước này đánh nước kia đó, là chiến tranh toàn bộ hết. Rồi đó đó thầy nói rằng cho mình biết có cái chu kỳ như vậy đó, là sắp sửa là đời hết, hết đời của Phật pháp. Vậy đó, học học phải hiểu cái đó đó. Bây giờ nè, muốn là biết thầy nói có hay không á, thì mình nhìn cái xã hội, mình nhìn đời coi coi cái nó đi từng màn lớp gì đó. Như vậy đó, không chịu dòm đâu, lo cấm đầu mà nói. Trời ơi, chiến tranh gì quá trời chiến tranh, rồi bây giờ tới chiến tranh tôn giáo. Đó, rồi từ từ rồi chiến tranh tôn giáo rồi. Rồi chiến tranh đất nước này, chiến tranh đất nước kia, rồi ui tùm lum hết trơn. Thì đời này đời đời mặt hạ, rồi đời sắp hủy diệt, nó mới ra mấy mạng lớp gì đó. Chiến tranh gia đình là chồng giết vợ, vợ giết chồng, con giết cha, giết mẹ, ui tùm lum hết trơn, đó là gọi là chiến tranh đó. Đấu đá nhau. Rồi bây giờ tới tôn giáo với nhau, tới những vị tu với nhau, bây giờ ha, những vị tu với nhau nữa. Trời ơi, lên mạng giờ tao thấy mấy ông sư quýnh lộn, mày thấy không? Dạ. Ôi sư mà tao nói quýnh lộn, trời ơi. Ôi tao ghê. Đó, mày thấy chưa? Thầy nói có không? Có mấy mạng lớp này có chưa? Gớm. Chiến tranh gia đình, chiến tranh thân tộc là dòng họ giành ăn đồ đó. Trời nhóc chợ. Có ai nhịn ai đâu. Ồ, đời này đời gì? Không phải đời loạn hả? Bộ loạn, đời giặc hả? Giặc nước này đánh nước kia hả? Thôi, cái này loạn hết rồi. Chiến tranh tùm lum hết trời. Nhìn coi có không? Giờ cô nói này có thật sự nè. Có không? Bây giờ có chưa? Giờ đó, sắp là tận diệt đó, khỏi cần nói, khỏi nói 5 tháng ngày giờ chứ. Rồi bây giờ tới chiến tranh gì thấy không? Chiến tranh giặc bệnh, là tất nhiên bệnh đó. Giờ bệnh giờ mới ghê mẹ hả? Rồi đủ thứ chiến tranh hết trơn. Rồi chiến tranh tới chiến tranh đói, chiến tranh kinh tế. Rồi bây giờ tới đủ thứ chiến tranh hết. Rồi chiến tranh đói nữa, tới chiến tranh đói nè. Chiến tranh đói đó là bắt đầu biết chiến tranh đói là gì không? Giật giọt mà ăn, chứ có đâu mà ăn. Kinh tế ở đâu mà có nữa. Ô, thầy nói trước hết à. Bây giờ cô để nhìn đời coi thầy nói cái khoảng nào, cái khoảng nào, cái chu kỳ như thế nào thì mình coi coi có hay không. Rồi có là mình biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Khổ, cùng nhau khổ. Nó nói mấy cái đó đi, có ai đâu mà cái đó đâu có nói dốc đâu. Cô nói cái này cô nói thật sự mà. Đâu nó dốc, còn này nó dốc ngày tháng gì tùm lum trơn, rồi tùm lum hết trơn. Mạng nói gì rồi, xưng bề trên, bề dưới, bề gì không. Xưng đi, cho bề xưng. Trên nằm chim bao. À, này, cái này kêu, cái kia kêu, ông Phật kêu, bà Phật kêu. Ai kêu mình cái đó? Không ai kêu hết trơn á, cái đó tự mình diễn ra.
tự mình nói ra chứ ai kêu mình, trên gì mà kêu mấy cái đó. Mình học thì mình nói chứ có gì đâu. Đấu đá không? Rồi vậy cái thế gian này yên lắm. Yên lắm, đấu đá đi. Đấu đá rồi thế gian này hòa bình. Mình người với nhau không hòa bình đi đấu đá rồi thôi chứ. Thời tiết này mà không đấu đá khổ. Đừng ghép con giảm nữa. Mấy cái thiên tai này đừng ghép vô con giảm này chịu hết. Ghép con giảm chạy không có chúng. Giờ giảm là nói thực sự thật. Xem giảm ra là thầy nói sự thật. Bây giờ nhìn sự thật. Quả trời đấu đá thì ướng. Sợ thì chết. Thiệt chứ, người nhà sư quấn lộn, ôi, một chồng quấn lộn. Ông nào cũng nói mặt tù lù, mấy ông quấn lộn thấy đã thiệt chứ. Mập một cái, mà không biết cái đó ở đâu, không biết, không có nói ở địa phương nào, không biết. Trời ơi, quấn lộn, không biết làm gì, quấn lộn dữ dằn gì không biết. Nó mà miệng chưa đã nữa, tức. Ui. Nó bằng miệng không có thấm ha, giờ tới quấn lộn mới thấm. Ghê thiệt chứ. Cô dòm cái tu câu cứng ngái luôn. Những người tu không có giới thiệu, không có đem lên khoe tu như thế nào. Ai khoe đâu. Rồi mấy cái dạng khoe đó mà có ở đâu. Chán thì vô nấu cơm nấu nước.